Để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và cung cấp nội dung giải trí đến người dân, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, thống nhất phương án, thời gian, lộ trình đưa các kênh này lên nền tảng truyền hình số quốc gia. Đến ngày 19 tháng 1, toàn bộ 7 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia đã được cung cấp trên nền tảng truyền hình số VTV Go. Bên cạnh VTV1 có sẵn các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia có thể xem trên VTV Go gồm truyền hình Quốc hội Việt Nam, truyền hình Công an Nhân dân, truyền hình Quốc phòng Việt Nam, truyền hình Nhân dân, truyền hình Thông tấn và VTC1.